xem cùng mình người giàu Việt có những thứ vui gì. Nhà rộng thật. Ồ, bộ bàn ghế này cho người hay là cho người khổng lồ hả? Một lọ hoa to lắm. Muốn ăn gì thì đi ra ngoài bắt và nấu thôi. Chủ nhà bắt cho Alisa ăn hai chim bồ câu bé. Menu ăn trưa, thịt rắn và thịt lươn. Nhà không có hàng xóm luôn, quá yên tĩnh.